Xin chào các bác, xin chào các bạn. Trước hết là xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm tiếp theo của chúng tôi. Sản phẩm này có thể trên màn ảnh này có thể có một số bác sẽ đoán được đó là cái sản phẩm gì. Nhưng mà để như thế này thì cũng thực sự ra là rất khó, vì nó cũng chỉ trông nó chỉ giống giống như một loại rễ cây thôi. Và đúng nó là rễ cây thật. Tôi xin phép cầm đây cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Cái rễ cây này được gọi là cây mú tình. Cái rễ này tôi đã rửa sạch rồi nhé. Đây còn đây là cái rễ chưa rửa sạch thì các bạn này. Đây này. Đấy, mú tình. Nhé. Mú tình. Hay còn gọi có tên gọi khác là cù bong nậu. Đấy nha. Cũng có người thì đọc là cù bông lậu. Đấy. Mú tình, cù bông nậu. Đấy. Hoặc là cù bông lậu. Tùy theo. Dịch ra thì nó hơi khó chút. Nhưng người ta gọi theo đúng cái tên của cây này. Được dân bản đặt cho là mú tình. Vậy thì mú tình có nghĩa là gì? Đấy. À, mú tình thì theo tiếng dân tộc người ta tạm dịch như là có nghĩa là dựng lên. Đấy. Và rất là cứng. Thì đặc điểm của cái rễ này cũng rất là cứng các bạn. Nếu mà dùng cái dao bình thường ấy, chúng ta chặt là không thể chặt ra nổi. Cho nên là thường là người ta để chế thành được các đoạn ngắn ngâm rượu ấy, thì các bác thì nếu ai cẩn thận mang cưa cắt được thành đoạn một như này. Còn không thì sẽ cho vào cái máy thái chuyên dụng thì sẽ thái ra, hoặc là dao cầu. Hoặc là nếu mà ta mà không có cái dao cầu hoặc máy thái thì ta phải dùng cái dao gọi là cái dao mác ấy, một cái thước kê thật chắc chắn và chặt thành từng đoạn một. Thì các bác ngâm rượu thì nên chặt thành từng đoạn ngắn một nhé, tầm đây theo tôi thì chắc là chỉ tầm khoảng độ một thốn, tầm khoảng một thốn là được, hoặc là hai thốn cũng được, tầm này có nghĩa là 3-4 cm thì đấy. Và khi ngâm thì các bác có thể ngâm tươi hoặc là các bác có thể là phơi dâm trong bóng mát, có nghĩa là phơi dâm ấy, để nó khô đi xong rồi các bác ngâm. Nếu mà tính theo tỷ lệ ngâm khô ấy, thì các bác ngâm 1 lít ấy, khoảng độ 5 lít rượu. À, 1 cân này, ngâm khoảng 5 lít rượu. Còn nếu mà ngâm tươi thì cũng tầm đấy các bạn, chúng ta cũng ngâm như thế. Cũng 1 cân tươi này ngâm với 5 lít rượu, bởi vì phơi khô đi thì nó cũng không hao đi lắm đâu. Và rượu thì nên dùng cái loại rượu trắng, ngon, đảm bảo. Ta dùng cái độ rượu từ 40 cho đến 42 độ, nói chung là tầm đấy. Hoặc là các bác có thể dùng từ 40 cho đến 45 độ, tùy theo các bác. Không nên dùng cái rượu cao quá. Và thời gian ngâm thì các bác nên ngâm trong thời gian từ 45 ngày trở lên đối với rễ mú tình khô. Còn trong thời gian khoảng 100 ngày trở lên với rễ mú tình tươi này. Về dược chất thì theo tôi đánh giá là tươi và khô thì đều tốt như nhau, không có vấn đề gì đâu các bác mà. Sau khi ngâm xong ấy thì để thưởng thức một chén rượu mú tình thì các bác nên dùng đều đặn thường xuyên hàng ngày. Các bác có thể dùng trước bữa ăn với liều lượng khoảng tầm 3 cái chén nhỏ. Vậy là người ta gọi là chén hạt mít ấy. Nếu mà tính ra thì cỡ khoảng 65 ml, có nghĩa là 65-70 ml. Không nên dùng quá nhiều, tối đa thì nên dùng 100 ml thôi. Vì dùng nhiều thì có một số người người ta phản ánh là dùng nhiều thì sau này sẽ bị liệt dương. Vậy tại sao sau này lại bị liệt dương? Lý do là dùng nhiều thì cái cơ quan của chúng ta nó kích thích cái bộ phận sinh dục quá lớn. Đâm ra chúng ta phải lao động cật lực thì cái sức khỏe con người mình sẽ yếu. Và dần dần nó sẽ dẫn tới cái bộ phận cương dương nó sẽ yếu đi. Và chính vì như thế nên nó mới gây ra cái liệt dương. Để biết thêm chi tiết hơn về cái rễ mú tình này thì các bạn hãy xem trên trang web là hahuythoai.com của chúng tôi. Chúng tôi cũng để đường link ở phía dưới. Các bác xem xong thì các bác có thể đóng góp vào phía dưới video này hoặc dưới bài viết của chúng tôi, để chúng tôi biết và khắc phục những cái điều mà còn thiếu sót về cái cây mú tình này. Ngoài cái việc ngâm rượu thì cây mú tình này còn dùng để chữa xương khớp hoặc là bị các vị trí bị bầm dập. Nói như vậy có nghĩa là cây này cũng có tác dụng hoạt huyết rất là tốt và cũng có tác dụng về thận. Đó.
Vì vậy một số cái tác dụng khác thì chúng tôi chưa thể biết được hết được. Đây chúng tôi chỉ đưa lên trên hình ảnh này các bạn để nghiên cứu và mong rằng sẽ có nhiều bạn trẻ ham học hỏi, nhiều các bác có những kinh nghiệm quý thì sẽ đóng góp với chúng tôi để chúng tôi biết được những cái kinh nghiệm tốt hơn, những cái chất tốt hơn về cái chất thuốc này và đóng góp để chúng tôi làm những video tốt hơn. Video thì chưa dài, cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Và các bác có nhu cầu sử dụng cái rễ mú tần để ngâm rượu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932 340 345. Các bác hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách mua hàng qua cái số điện thoại này, hoặc các bác có thể đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những cái bài thuốc mới nhất, hoặc các bác có thể có những bài thuốc gì thì xin đóng góp cho chúng tôi để chúng tôi phát huy và công bố cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.